Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Thiên Cơ Mèo Kêu Vang do Kỳ Vân cư sĩ biên khảo như sau. Buồn rầu rầu, hỗn nguyên xoay lại đời nay mơ màng. Mèo kêu vang, mèo kêu vang, rắn rồng sợ chạy vào ngàn ẩn thân. Ngọn cờ phất, chống thùng tan, kẻ lên người xuống hai đàng khác nhau. Quặn ruột đau, quặn ruột đau, Phật tiền thương chúng dạ sầu héo khô. Gắng công lục tự nam mô, họa may cá suối gặp hồ liên hoa. Phật trời lòng lại xót xa, giáo trong thiện chúng long hoa mà nhờ. Gió đưa ngọn cỏ phất phơ, sẽ coi cuộc thế như cờ bị vây. Cảnh đã xây, cảnh đã xây, nhành lại đời khác, đổi thay cuộc đời. Xem trong máy tạo hết rồi, ngửa nghiêng biển thẳm, dã rời bờ ao. Thuyền ai chạy tới sông đào, thuyền ông Bát Nhã Phật vào độ dân. Khuyên người sớm xả bụi trần, dắt cho khỏi chốn mê tần bớ người. Súc sanh ngạ quỷ là loài, màng chi những chốn lạc loài đọa thân. Tây phương thắng bước trơn lần, hưởng nhờ muôn thuở Bửu Châu. Thiếu gì tín thành truyền dạy vân vi, bớ người lớn nhỏ sao không giữ gìn. Nay xem cảnh thế thình lình, vô thường quỷ dẫn ai binh đặng nào. Sớm còn tối mất lao đao, tỉ như trời chớp, sáng nào đặng lâu. Dặm canh thâu, thở than thở lo âu cho đời. Nghĩ trong cuộc thế vơi vơi, khổ tăng gia khổ trong đời gian nan. Sấm Truyền Đức Phật Thầy Tây An, lưu ở đình Tòng Sơn năm Kỷ Dậu 1849, Nguyễn Văn Hầu biên khảo ấn tống năm 1973. Lời bình, câu sấm, mèo kêu vang ám chỉ năm Mèo Quý Mão 2023 chiến binh Hồi giáo Hamas giải Gaza tấn công Israel, khai màn thế chiến 3. Câu sấm rắn rồng sợ chạy vào ngàn ẩn thân, ám chỉ chiến trường Trung Đông lan rộng càng khốc liệt hơn qua các năm rồng rắn giáp Thìn Ất Tỵ 2024 đến 2025. Bệnh viện ở Gaza bị không kích, hơn 500 người thiệt mạng sang qua năm rồng rắn giáp Thìn Ất Tỵ 2024 đến 2025. Chiến tranh lan rộng khắp vùng Trung Đông, thành phố sụp đổ, chết chóc kinh hoàng, kỹ nghệ dầu khí phá sản, khủng hoảng xăng dầu tồi tệ, kinh tế suy thoái, lạm phát gia tăng, vật giá leo thang, xã hội rối loạn, chính trị bất ổn, giặc dậy lăng xăng. Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald Ford di chuyển cùng USNS Laramie 203 trong quá trình tiếp nhiên liệu trên biển ở phía đông biển Địa Trung Hải, chuẩn bị chiến tranh lan rộng vùng Trung Đông. Buồn rầu rầu, hỗn nguyên xoay lại đời nay mơ màng. Mèo kêu vang, mèo kêu vang, rắn rồng sợ chạy vào ngàn ẩn thân. Ngọn cờ phất, chống thùng tan, kẻ lên người xuống hai đàng khác nhau. Quặn ruột đau, quặn ruột đau, Phật tiền thương chúng dạ sầu héo khô. Trong hoàn cảnh chiến tranh sắp tới, nhân loại trả quả cộng nghiệp vô cùng tang thương. Chúng sanh hãy quay đầu sám hối ăn năn làm lành lánh, giữ vọng cầu trời Phật thứ tha may ra thoát qua cuộc sàng lọc. Gắng công lục tự nam mô, họa may cá suối gặp hồ liên hoa. Phật trời lòng lại xót xa, giáo trong thiện chúng long hoa mà nhờ. Gió đưa ngọn cỏ phất phơ, sẽ coi cuộc thế như cờ bị vây. Cảnh đã xây, nhành lại đời khác, đổi thay cuộc đời. Xem trong máy tạo hết rồi, ngửa nghiêng biển thẳm, dã rời bờ ao. Thuyền ai chạy tới sông đào, thuyền ông Bát Nhã Phật vào độ dân. Khuyên người sớm xả bụi trần, dắt cho khỏi chốn mê tần bớ người. Súc sanh ngạ quỷ là loài, màng chi những chốn lạc loài đọa thân. Tây phương thắng bước trơn lần, hưởng nhờ muôn thuở Bửu Châu. Thiếu gì tín thành truyền dạy vân vi, bớ người lớn nhỏ sao không giữ gìn. Nay xem cảnh thế thình lình, vô thường quỷ dẫn ai binh đặng nào. Sớm còn tối mất lao đao, tỉ như trời chớp, sáng nào đặng lâu. Dặm canh thâu, thở than thở lo âu cho đời. Nghĩ trong cuộc thế vơi vơi, khổ tăng gia khổ trong đời gian nan. Mèo kêu lệ chảy dầm tuôn, ai ơi đừng khổ đừng buồn đừng lo. đừng giàu đừng có bì so, mau trơn hối cải rồi lo làm hiền, đờn kêu cho tới thị thiêng. Thôn quê cũng vậy, nối liền cùng nhau, đờn kêu sóng bùa ba đảo. Ai khôn ai dại ai giàu cũng vong, đờn kêu ai ví thiện công. Rồi đây sẽ mở mây rồng tường chi, đờn kêu tiêu hết còn gì. Bần buồn nước mắt lâm ly châu mày, ngồi buồn chẳng nói với ai. Chi cơ chút xíu luận bài rồi xem, đờn kêu bần đứng bên rèm, muốn về cho rảnh không thèm nói năng. Đờn kêu chưa được tròn trăng, thì là thượng đế san bằng tiêu tan. Đờn kêu đừng có nghinh ngang, ỷ thân ỷ thế rụi tàn từ đây. Đờn kêu danh dự khỏa khuây, đờn kêu ai lũ tả tây chôn vùi. Đờn kêu phải dáng ngậm ngùi, ta thương ta nói ta vui làm gì. Đờn kêu ơi hỡi sầu bi, mèo qua thì lại rồi đi nơi nào. Gò cao thành vũng thành ao, thành biển ta đau đớn lòng. Rồi đây ngập đến rừng tòng, đờn kêu các bậc dáng trông dáng chờ. Thầy còn ẩn dạng bí thơ, chờ trong cư đạo vậy thời hồi quy. Đờn kêu ngàn dặm vậy thì, kêu trong bá tánh lâm ly châu mày. Đờn kêu trong lại kêu ngoài, hết hơi hết tiếng hết bài thi văn. Đờn kêu việc đến khó khăn, Bình Dương còn dạy dáng hằng dáng chi. Phép tài đấu chiến suy nguy, ba bên bốn phía hành nghi sẵn rồi. Kinh Phật Vương Di Lạc trang 23 đến 25, kết tập từ MP3 luận cơ chi đạo. Đức cậu bần sĩ vô danh ứng khẩu thuyết năm 1998. Thiên Tịnh Biểu Sơn, Sydney, ấn tống năm 1999. Sydney, ngày 19 tháng 10 năm 2023, Kỳ Vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báu để xem.